em nhận phục hồi các chi tiết máy cho anh em từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc nha anh em, từ Cà Mau cho đến Hà Nội nha anh em. Đây em giới thiệu anh em tất cả các mặt hàng của tất anh em địa phương. Buổi sáng hôm nay nói chuyện hơi lâu cho anh em, đang giới thiệu mặt hàng luôn nha anh em. Đây đầu tiên là anh khách ở Cà Mau đây. Đây Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Trần Văn Thời Cà Mau đây, Trần Văn Thời Cà Mau. Đây, đây là em phục hồi anh em nè, phục hồi OB cho anh em. Đây, 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 nhông chuyển hướng của Văn Ma nha. Đây, nhông chuyển hướng Văn Ma mời anh em xem nha. Nhông chuyển hướng đây, nhông kích hướng của Văn Ma đây nha anh em. Anh em xem chưa? Hài lòng chưa? Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Đây, quay cận cho anh em xem luôn. OK cho anh em. Đây, đây là cái tăng đưa dây mà lên OB anh em, tăng đưa dây lên OB cho anh em. Đây, rồi đây là buli tăng tốc. Buli tăng tốc cho Văn Ma luôn. À, buli tăng tốc cho Văn Ma luôn đây này, nghe anh em. Anh khách này chơi nguyên bộ Văn Ma. Rồi, cảm ơn anh khách ở Cà Mau, gần Trần Văn Thời. Đây, anh khách này ở Điện Biên, ở ngoài Điện Biên, đỉnh đầu bản đồ ở Điện Biên đây. Đây là bộ nhông chuyển hướng của Kubota nghe anh em. Đây, em gắp vô luôn rồi. Anh em xem cho hài lòng chưa? Đây, Kubota nghe anh em. Đây. Mời anh em xem nha. DC70. Đây của anh khách ở Điện Biên, ở Điện Biên. Đây, nhông trung gian đây. Mời anh em xem nhông trung gian đóng đây. À, anh em xem chưa? Nhông trung gian đóng bạc thao bạc đồng đây. À, anh em xem cho hài lòng chưa? Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Đây, cái ống băng đây, ống băng là đi đây. Đầy đủ hết. Đây là anh khách ở ngoài Điện Biên. Ở Điện Biên. Khách đây. Điện Biên. À, nông hẹp Điện Biên. Rồi đây là anh khách ở tỉnh nào đây? Sóc Trăng. Anh em ở Sóc Trăng đây. Đây, bạc trung gian của anh em ở Sóc Trăng. Đây, bạc trung gian anh em có Sóc Trăng đây, DC70 nha anh em. Đây, mời anh em xem. Anh em xem hài lòng ủng hộ cho Hoàng Mai. Anh em ở xa anh em cứ đóng gói mặt hàng gửi bưu điện cho Hoàng Mai phục hồi nha anh em. Đây. Đây cốt luôn. Em mua dùm cho anh em cái cốt luôn. Đây lưu ý anh em mua cái cốt, anh em cứ alo cho Hoàng Mai, Hoàng Mai sẽ chuyển luôn cái cốt cho anh em nha, tại vì đóng bạc trung gian nên có cốt cho nó ngon nè. Anh em ở Sóc Trăng đây. Cảm ơn anh em từ Bắc vào Nam ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ. Hoàng Mai 0907 790079 nha anh em. Rất nhiều mặt hàng em gửi anh em nè. Ở đây Bắc Giang đây nè, Hiệp Hòa Bắc Giang đầy đủ.